Trước khi bắt đầu video thì điều kiện lấy tộc V4 ở video lấy tộc thiên thần ai chưa xem thì quay lại video đó xem nhé. Đây chỉ là video mình đi lấy tộc không chỉ bất cứ cái gì cả. Xin chào anh em, mình là JK đây. Hôm nay mình sẽ đi lấy tộc người máy cho các bạn xem. Thì tộc người máy rất là cơ động. Phá Haki rất là tốt trong PvP nên mình sẽ lấy tộc người máy cho các bạn xem. Các bạn yêu quý mình nhớ lên shop dịch vụ zolok.vn ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. We'll be right back.
Tình hình là cái video mình lấy găng thứ ba mình đã quên quay mất tiêu rồi, nên là sẽ không có cảnh mình lấy găng, mà lấy gear 3 cũng như găng 1. Hay găng 2 thôi, cái bánh làm nhiệm vụ cũng hai bạn khác rồi đánh nhau rồi lên nhận găng nên cũng không có gì quan trọng lắm. Bây giờ mình sẽ thử tộc cho các bạn xem, tộc này khá cơ động, thì về đam thì mình thấy khá là ok. Phá Haki được và gây đam cũng ổn. Bây giờ mình sẽ chỉ cách nhảy cho các bạn xem. Trên điện thoại thì nhảy cũng khá là dễ. Lưu ý mình nâng xanh xanh đỏ nên nhảy cần phải bật Haki mới nhảy được nhé. Các bạn bật Haki lên lướt rồi nhảy là tự động nó sẽ nhảy như video. Lướt rồi bấm nhảy. Thấy video mình hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ lên shop Zolop của mình ủng hộ nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt các bạn.